liên quan tới vụ án vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy xảy ra tại chung cư Carina Plaza, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đề nghị điều tra bổ sung 6 vấn đề. Trong đó đáng chú ý, Tòa án kiến nghị điều tra làm rõ trách nhiệm của nhiều công ty liên quan. Cụ thể, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị điều tra làm rõ trách nhiệm của nhiều công ty và cá nhân có liên quan là Công ty Cổ phần Dịch vụ Địa ốc Sài Gòn, Công ty Bảo vệ Gia Khang, Công ty Thăng Long. Trong đó, Công ty Cổ phần Dịch vụ Địa ốc Sài Gòn, Seaco là đơn vị chịu trách nhiệm vận hành, bảo đảm hoạt động thông suốt của các hệ thống dịch vụ chung cư Carina, bao gồm cả hệ thống phòng cháy chữa cháy. Công ty Bảo vệ Gia Khang là công ty cung cấp bảo vệ và Công ty Thăng Long là công ty thực hiện việc kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị phòng cháy chữa cháy theo hợp đồng bảo dưỡng thiết bị phòng cháy chữa cháy. Đối với Công ty Bảo vệ Gia Khang thì công ty đã bố trí thiếu bảo vệ từ khoảng 1 tháng trước khi xảy ra cháy. Đêm ngày 22 tháng 3 năm 2018, tại chung cư có 10 nhân viên bảo vệ trực, Công ty Bảo vệ Gia Khang đã tự ý chuyển nhượng hợp đồng dịch vụ bảo vệ cho ông Trần Quang Ngọc là đối tượng không đủ tiêu chuẩn kinh doanh dịch vụ bảo vệ theo luật định.